Ngày 6 tháng 11, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Thủ Đức về công tác giải ngân vốn đầu tư công. Mở đầu buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, thành phố Hồ Chí Minh thống nhất triển khai đợt thi đua cao điểm 60 ngày đêm để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023, đặc biệt là đầu tư công. Theo đồng chí, thành phố Thủ Đức có khối lượng nhiệm vụ đầu tư công rất lớn. Từ đầu năm đến nay, đây cũng là một trong những địa phương, đơn vị giải ngân vốn đầu tư công khá cao trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí đánh giá, giải ngân đầu tư công tại thành phố Thủ Đức không chỉ là việc của thành phố Thủ Đức, mà còn liên quan rất lớn đến các bang của thành phố Hồ Chí Minh. Việc giải ngân đầu tư công vừa thúc đẩy các công trình của thành phố Thủ Đức, vừa thúc đẩy công trình của thành phố Hồ Chí Minh. Yêu cầu thành phố Thủ Đức phải là đơn vị đi đầu. Về đích sớm, trước về đầu tư công trong khối các quận, huyện, đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh, chúng ta phải đặt ra nền tảng để thành phố Thủ Đức tăng tốc, bứt phá rõ nét, đi trước và đi xa để cùng kéo toa tàu của thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, buổi làm việc cần bám sát các trọng tâm, gỡ điểm nghẽn, tập trung giải pháp cơ bản, nhất là sự phối hợp giữa các sở, ngành với thành phố Thủ Đức để hoàn thành mục tiêu năm 2023.